À, xin chào các bạn ha. Livestream đầu năm nè các bạn ha. Livestream đầu năm của 2019 nè các bạn ha. Lâu lắm. Dạo này mình không còn có tinh thần livestream mạnh mẽ nè các bạn. Thì lâu lâu livestream chơi thôi các bạn. Ha. Thì đa số anh em ở đây là đều dân điện tử các bạn ha. Cho nên là mình sẽ nói toàn về cái lĩnh vực điện tử thôi ha các bạn ha. Thì các bạn nghe rõ không? Comment cho biết nha các bạn. À, mai sẽ chia sẻ về cái đi tìm đam mê các bạn ha. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 các bạn ha. Sẽ rất là buồn khi những các bạn nào mà không có được xem livestream này nha. Ok, tại vì hôm nay là ngày lễ các bạn ha. Hôm nay cũng là ngày thần tài luôn các bạn. Cho nên là sẽ livestream rất là nhiều chủ đề các bạn ha. Nói chung hôm nay là ngày thần tài, sẽ livestream về lĩnh vực tiền tài, vận mệnh các bạn ha, sự nghiệp, tương lai ha. Và hôm nay cũng là tình yêu nữa các bạn ha, cho nên sẽ nói về tình yêu các bạn ha. Các bạn nghe rõ không các bạn? Hôm nay sẽ nói về các bạn về kỹ thuật này, về tiền tài, sự nghiệp, danh vọng các bạn ha, và tình yêu các bạn ha. Tại hôm nay là ngày rất đặc biệt các bạn, nó hội tụ rất là nhiều yếu tố các bạn ha. Vừa đầu năm này, vừa ngày là thần tài, ngày là tình yêu các bạn. Nên có đó rất là nhiều điều để nói về ngày hôm nay, không biết các bạn nghe có rõ không ta. Cảm ơn Đỗ Thanh Hiền nha, rõ đúng không? Đầu tiên là mình sẽ nói về chủ đề chính nha. Năm mới này, đầu năm này các bạn ha, đầu tiên là nói về đầu năm này. Thứ hai là ngày tử thần tài, và thứ ba tình yêu các bạn ha. Và cuối cùng mới là sự nghiệp các bạn ha, tại vì cái sự nghiệp nó đứng sau tình yêu các bạn ha. Tại vì thông thường mọi người đều có tình yêu trước khi có sự nghiệp các bạn ha. Khi mà có sự nghiệp thì tình yêu nó ở một cái dạng hình hài khác các bạn ha, cho nên là cũng khó mà nói được ha. Thì nói đầu năm các bạn ha, đầu năm thì chúng ta hãy viết ra những kế hoạch của mình, đặt mục tiêu á, để trong năm nay cố gắng hoàn thành nó các bạn ha. Để là nếu như mà năm trước nó đã tốt rồi á thì cố gắng làm cho năm nay tốt hơn nữa. Nếu như chưa tốt thì làm cho năm nay tốt các bạn ha. Những cái gì mà chưa đạt được á thì cố gắng hoàn thành năm nay. Còn những cái gì mà đã đạt được rồi á thì chúng ta cố gắng mà ôn lại và phát triển nó thêm các bạn ha. Nói về cái gì vậy các bạn? Đây là đi tìm đam mê các bạn ha. Thực sự cái đam mê nó cũng nó tồn tại với rất là nhiều hình ảnh khác nhau ha. Các bạn thì đam mê chơi game, không chơi game vẫn tạo ra tiền các bạn ha. Các bạn biết không? Các streamer họ cũng tạo ra làm cho tiền rất là nhiều ha. Các bạn đam mê làm học họ, học hình, đam mê làm diễn viên, hay đam mê buôn bán, rất là nhiều kiểu các bạn ha. Thì mọi cái điều đam mê nó đều tạo ra được cái giá trị vật chất các bạn ha. Thông thường á thì khi mà chúng ta giỏi một cái gì đó đến một cái mức độ nó thì nó đều có thể tạo ra tiền các bạn ha. Cho nên cái việc kiếm tiền là sớm hay muộn cũng có thôi. Nếu có đam mê chân chính thì kiếm tiền rất là dễ dàng các bạn ha. Mình ở đây đa số chúng ta ở đây đều là dân điện tử các bạn ha, cho nên là mình sẽ nói về xuyên suốt về cái lĩnh vực điện tử các bạn ha. Điện tử các bạn thì thực sự mình chia sẻ một cái điều này các bạn ha, mình chia sẻ về cái điều này các bạn, chia sẻ về điện tử á. Khi chúng ta học điện tử thì nó cũng có rất là nhiều cái hình dung ở trong trường đại học đó, thì họ cũng dạy chung chung thôi các bạn ha. Thực sự thì dù có phân ngành đi chăng nữa thì các bạn vẫn là chung chung các bạn ha, thì các bạn phải tự tìm hiểu thêm và phải tự trau dồi kiến thức cho mình các bạn ha. Có một cái vấn đề rất là quan trọng này các bạn ha, mình thấy là có một điều rất là nguy hiểm các bạn ha, là trên cái diễn đàn của chúng ta mình tham gia là mình thấy cái diễn đàn Aruno các bạn ha, thành viên ngày càng đông các bạn, nó tốt nhưng mà nó không phải là mấy cực các bạn ha. Thực sự cái Aruno các bạn ha, thì hôm nay bữa trước em có chia sẻ một cái, mình cũng có chia sẻ về cái Aruno các bạn ha. Nó là một microcontroller các bạn ha, thì nó là phục vụ để nghiên cứu, phục vụ trong trường các bạn ha, chứ không phải là trong công nghiệp hay là trong cái đời sống hàng ngày á. Những thiết bị thông minh đó là họ không dùng Arduino nhiều các bạn ha, và hầu như nó chỉ chiếm khoảng cỡ rất là ít các bạn ha, mình không có xác định rõ nhưng mà nó chiếm khoảng tới 5% các bạn ha,
rất là ít thôi các bạn ha. Như những cái vi mạch hay những cái con điện thoại mình chúng ta nó đều dùng tiếng Anh các bạn ha. Mình rất là buồn khi mình lên cái diễn đàn Anh Việt Nam mình coi là chỉ có 3.000 mấy người thôi các bạn ha. Thực sự là gì cái công an đó các bạn, nó cũng khó tiếp cận hơn tại vì cộng đồng nó ít các bạn, cộng đồng nó rất ít các bạn. Với lại là các cái bài viết về nó đa số bây giờ nó các bạn làm, cái đa số các bạn làm theo bây giờ nó không có chạy được các bạn ha. Không là nhược điểm mà sắp tới em sẽ làm một cái tour hồ khoảng 20 video về công an các bạn ha. Nó sẽ là gì các bạn ha, nó sẽ là về nút nhấn này, rồi về các cảm biến các bạn ha, về bàn phím này, rồi giờ rẽ bài đi, rồi giao tiếp với máy tính và xin sát, rồi kết hợp với cơ sở dữ liệu các bạn ha, kết hợp nó với cái con FB8256 các bạn ha, và con RS các bạn ha, vâng vâng, để cho các bạn hình dung thành ra là cái con AM nó cũng rất là dễ dàng thôi các bạn ha. Riêng về cái con AM mà chúng ta muốn đọc tài liệu ở đâu thì các bạn mới lên Ấn Độ, các bạn tìm hiểu mấy cái sách Ấn Độ á, mấy trình đại học của Ấn Độ nó biết rất là nhiều ha. Một nhược điểm là gì? Không biết rất là hay các bạn ha, không biết rất là tuyệt vời chứ không phải đơn giản ha. Tại vì chúng ta học không có được bài bản các bạn không làm được, tại vì Arono thì đa số nó có sẵn các bạn ha. Thì các bạn cần xào xáo lại thôi thì nó cũng đã tạo ra một bộ sách mới rồi các bạn ha. Thực sự là như vậy. Chính vì thế nên là rất là nhiều người học hỏi nó, lạm dụng nó các bạn ha. Chính vì cái sự lạm dụng thì các bạn sẽ rất là khó khăn ha. Với cộng đồng Rapory các bạn, Rapory rất là hay ha, Rapory nó tuyệt vời lắm các bạn ha. Thì mình cũng làm cái tutorial và Rapory nữa ha các bạn ha. Thì rất là nhiều các bạn, hôm nay thì làm rất là nhiều dự định các bạn ha. Mình hy vọng hôm nay là mình sẽ có thể kiếm tiền được từ YouTube các bạn ha. Ít nhất là cũng đủ tiền uống cà phê các bạn ha. Nhưng mà sau mấy năm rồi cũng chưa có tiền uống cà phê từ YouTube các bạn ha. Rất là khó. Thông thường bây giờ các bạn biết không, làm những cái video và những chủ đề như là nó rất là gọi là xàm xàm ấy, mình thấy là nó xàm xàm thì là rất là nhiều người xem, chủ đề 18 cộng hay gì đó rất là nhiều người xem, nhưng mà chủ đề về cái khoa học về kỹ thuật đó, hầu như là nó không có được đọc giả đón nhận các bạn. Với lại là cái thị phần mà về cái khoa học kỹ thuật đó nó rất là kém người xem nha các bạn ha. Nên là gì, đi tìm đam mê các bạn ha. Đam mê định cái đam mê thì mình cũng hiểu nó đơn giản thôi các bạn ha, là các bạn hãy các bạn thích cái gì đó mà các bạn có thể tập trung rất là nhiều vào nó mà các bạn không có chán các bạn ha. Thì gọi nó này là đam mê các bạn ha. Thì và các bạn, và có một điều nữa này các bạn ha, thì cái việc chúng ta làm kỹ thuật, chúng ta kiếm tiền được kỹ thuật nó khác, kiếm tiền được kinh doanh nó khác nè các bạn ha. Ví dụ như chúng ta làm kỹ thuật á, thì khi mà chúng ta làm được một cái sản phẩm gì đó các bạn ha, chúng ta hạnh phúc rồi đã các bạn, chúng ta là chúng ta hạnh phúc đó các bạn ha, rồi sau đó là chúng ta mới nghĩ đến tiền các bạn ha. Thông thường khi chúng ta nhận một dự án về chúng ta quan tâm đến tiền trước các bạn ha, nhưng mà đặc biệt nó khác với dân công dân là gì, chúng ta thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái khi mà chúng ta làm được á, ít nhất là chúng ta hạnh phúc rồi đã các bạn ha, cảm thấy là rất là vui vẻ ha. Còn với kinh doanh thì khác, với kinh doanh những mặt hàng khác thì họ sẽ quan tâm rất là nhiều đến tiền các bạn ha. Thì làm cái trục đó cũng có cái hay của nó các bạn ha. Ừ đúng rồi, đúng rồi, Nguyễn Trí Mậu nó rất là kén người xem, đúng rồi ha. Thứ nhất là gì các bạn, thì thanh hiền đó thì nói đây group Aero ngày nào cách vài ngày cũng add member nên ngày càng đông. Anh cũng chưa, đúng rồi. Thì thực sự là gì, tại vì cái cộng đồng Aono bây giờ nó phát triển rất là nhanh, tại vì nó là rất là dễ tiếp cận ha. Đa số các bạn là đều bắt đầu khi mà các bạn biết viết code thì các bạn đã lấy có sẵn, mà đa số nó có sẵn hết rồi, cũng tránh có cần phải suy nghĩ nhiều các bạn ha. Châu đây hả, Châu hôm nay nói từ tiếng Anh không ha. Chào Châu. Thì các bạn có cái câu hỏi gì cho em không, chứ em giờ sợ các bạn sao giọng này thấy nó cũng không có được thích like riêng mình lắm các bạn ha. Like chim không biết nói gì các bạn, nói nhiều quá họ chửi các bạn, nên là mình cũng phải rất là nói. Các bạn có nói gì không, câu hỏi gì không, trả lời cho các bạn ha.
Và sắp tới là mình cũng có sẽ có một cái tutorial về Android Studio các bạn ha. Mình sẽ làm một cái khoảng 20 video về Android các bạn ha. Nó sẽ gồm là gì các bạn ha? Nó sẽ gồm là gì? Bluetooth, Android Studio với Bluetooth các bạn ha. Bluetooth này với Wi-Fi các bạn ha. Thì với cái nối cơ sở dữ liệu này, cái nối cơ sở dữ liệu gồm hai phần. Dùng SQL Lite này các bạn ha. Hay cũng có thể là các bạn dùng nó gì? Các bạn dùng là cái gì Firebase của thằng Google bạn ha, thì mình hướng dẫn bạn hai cái đó ha, và sẽ hướng dẫn bạn về cái đồ chạc các bạn ha, chạc này ha, về cái đồ chạc này, điều khiển thiết bị của internet các bạn ha, để các bạn có thể làm được rồi cái đó các bạn ha, rồi ha, thì cũng vậy thôi các bạn, rồi các bạn có thể làm gì, làm mấy cái thông báo các bạn ha, có thể hiện báo thức này, hiện giờ báo thức này đó cho cái ứng dụng của các bạn ha, có thể phải thiết lập giờ bật tắt này, làm cái notification nữa, gọi là cái thông báo á, khi mà có cái sự ai bật tắt điện ở dưới cái cứng của bạn thì nó sẽ báo lên cái ứng dụng app, có điều kiện là cái app của bạn đang chạy nha, thì nó mới nó lót lên dưới màn hình đó. Mình cũng hơi tiếc một điều cái gì các bạn, mình không mình có đôi hơi rất hơi GPS nữa hả, mình tiếc một điều là mình không có được cái MacBook của bạn, có MacBook mình có thể làm được cái ứng dụng iOS các bạn ha. Việc mà các bạn mua phẩm trên VMware hay là những cái thằng khác nó khó khăn các bạn ha. Giờ bỏ đầu tư cho một cái MacBook thấy rất là tốn rất là nhiều tiền các bạn ha. Tại vì nếu mà có tiền thì mình cũng sẽ mua một cái MacBook để mình làm cái iOS các bạn ha. Nó là cái cách bắt buộc thôi các bạn ha. Các bạn biết không? Với lại các bạn biết một điều là gì các bạn ha? Tất cả mọi người á, đa số thì họ cứ đòi tất cả rồi đều gọi là miễn phí các bạn, thì có nghĩa là gì, các bạn phải hiểu là gì, khi miễn phí thì tiền đó mình sống các bạn, mình phải có những cái mình trả phí các bạn ha, thì cái phí ít nhất là gì, nó không giúp cho cái thì cuộc sống của người tạo ra những cái sản phẩm đó các bạn ha. Nên chúng ta cũng đừng có tính là cái gì nó có giá trị riêng của nó các bạn ha, thì mình sẽ cân nhắc về những cái yếu tố đó để mình tạo ra những cái video mà tùy nó phù hợp các bạn ha. Có ai hỏi gì mình không ta? Sẵn đây có thể hỏi chuyên môn ra được các bạn ha. Sẵn đây có thể lại chuyên môn mà ha. Mình là mình hướng mình like hồi xưa thì mình rảnh các bạn. Bây giờ mình cũng bây giờ mình bận quá. Với lại là mình không có được. Sao cảm thấy hình như các bạn hình lúc đầu nó nhiều khuyết các bạn, lúc sau nó đau xuống bạn, nó giảm xuống bạn ha. Cũng kỳ thiệt các bạn ha. Cũng cái khi mà chúng ta quá nhiều việc thì chúng ta tự nhiên chúng ta để mà sắp xếp hàng ngày live trên các bạn khó thật các bạn, rất là khó. Như hôm nay đã đổi lên live trên các bạn này các bạn ha. Cái việc mà mình sắp xếp cái xưa nó sôi nổi các bạn, lúc đầu thì mình rất là sôi nổi, lúc sau tự nhiên mình ngán các bạn. Bạn biết không, tại vì gánh nặng về kinh tế nó làm cho mình không còn thời gian để mình nghĩ nhiều như nói các bạn ha. Rất là khó ha. Trần Duy Nhất có hỏi này, học điện tử theo bản nào ạ? Đồ Đỗ Thanh Hiền, Đỗ Thanh Hiền cho anh mượn tiền mua cái đó, mất của đồ 200 đi à. Học điện tử giờ cái điện tử người ta dạy trong trường rất là nhiều mà các bạn ha. Điện tử thì nó còn có điện công nghiệp này ha, tự động hóa này, cơ điện tử cũng thuộc điện các bạn ha. Riêng cái ngành cơ điện tử thì xưa rất là chủ, nhưng bây giờ cơ điện tử nó thuộc dạng như ngành nữa này, nó mở các bạn ha. Các bạn biết không, cái miếng thịt ba chỉ thì ăn nhiều thì ngán các bạn ha, thịt này cũng vậy ha. Thì học điện tử thì chúng ta bây giờ mà muốn có nhiều tiền, thực sự cái nào mà chúng ta master chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều tiền các bạn ha. Học điện tử thì có thể đi theo mảng như là tự động hóa, rất là hay. Tự động hóa thì điểm đầu vào nó hơi cao các bạn ha. Tại vì nếu học điện tử thì các bạn đi theo mảng là từng nhóm cũng rất là tốt. Hiện tại từng nhóm đang cần rất là nhân lực rất là lớn các bạn ha. Cho nên chúng ta đi là từng nhóm thì cũng khá là ổn ha. Còn nếu mà thích về công nghiệp thì chúng ta có thể đi mảng điện công nghiệp ha. Điện công nghiệp cũng được các bạn ha, mà tự động hóa cũng được các bạn, rất là nhiều mảng ha, quan trọng là mình thích cái mảng nào các bạn ha, chứ đâu cần phải là mình nhiều khi các bạn thích cái đó bạn học đó nhưng mà chưa chắc các bạn ra trường bạn làm cái đó các bạn ha. Cái việc mà học và học xong rồi ra trường làm đúng ngành nghề của mình nó là một chuyện khác các bạn. Nhiều khi trong đầu chúng ta nghĩ vậy các bạn, nhưng mà tương lai nó đâu phải như vậy nha, cho nên là cũng không có gì phải căng thẳng hết. Cái thời cơ đến, cơ duyên đến, thực sự suy cho cùng là chúng ta sống vì đam mê và sống vì tiền bạc các bạn ha. Mà cuộc sống mà hạnh phúc nhất thì nó cân bằng giữa gì các bạn, nó cân bằng giữa tiền bạc kiến thức các bạn ha. Nếu mà chúng ta có nhiều tiền quá, chúng ta nhìn vào cái mặt thực dụng các bạn ha. Còn khi chúng ta có ít tiền quá, chúng ta sẽ nhìn
đời nó khó khăn đó các bạn ha, nên chúng ta phải hài hòa giữa kiến thức và cái tiền bạc các bạn ha. À, Nguyễn Tiến Mậu ơi, lăn lộn phải không? Thật sự là gì, chúng ta đi làm ở nhiều môi trường khác nhau ha, trải qua nhiều biến cố cuộc đời các bạn ha, bao nhiêu thăng trầm mà chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ trưởng thành các bạn ha. Thì nói chung là muốn mà trưởng thành thì các bạn phải bị vùi dập các bạn ha. Còn chúng ta mà đứng được trong vùi, khi bị người ta vùi dập mà chúng ta vẫn có thể đứng được thì tự nhiên chúng ta trưởng thành các bạn. Suy cho cùng không phải thứ gì mà tự nhiên có được, cái gì cũng phải đổ mồ hôi nước mắt các bạn ha, thậm chí là cả máu và nước mắt các bạn ha. Nên không có gì mà phải buồn bã các bạn. Nhiều khi á, các bạn biết không, các bạn mới nhất là gì các bạn, thì mình các bạn theo đuổi cái đam mê của mình đó, nó sẽ có các bạn đi thi cái đam mê đó, các bạn nó có cái nhiều cái giá lắm các bạn ha. Giả sử gì các bạn biết không, thì để mà học tốt á thì còn rất nhiều tối các bạn ha. Mình từ từ đến trả lời câu hỏi của Đỗ Thanh Hiền, điện tử viễn thông là gì ha? Điện tử viễn thông mà các bạn ha, đi đến điện tử viễn thông á, thì hồi xưa á, hồi xưa người ta nói học điện tử viễn thông á là học gì các bạn? Học viễn thông là chúng ta học về các cái giao thức liên lạc giữa các viễn thông các bạn ha. Chúng ta học như là gì, liên lạc truyền hình cáp này các bạn, truyền hình vệ tinh này các bạn, rồi cái gì mà viễn thông đó, nó điện thoại di động các bạn ha. Anh và anh là anh cũng thuộc điện tử viễn thông ha, cũng học được rất là nhiều thứ về viễn thông các bạn ha. Nhưng mà ở Việt Nam các bạn thì học viễn thông bây giờ xin việc rất là khó các bạn ha, rất là khó các bạn ha. Thông thường suy cho cùng có học viễn thông hay chăng nữa thì vẫn đi về nhóm các bạn, tìm nhóm nó nhiều hơn ha, chứ không có thì chúng ta học học có môn cơ sở viễn thông thì học các cái mạng viễn thông 5G rồi đó, mấy đề tài nghiên cứu gì đó các bạn. Nói chung là suy cho cùng vẫn lập trình các bạn, suy cho cùng là vẫn lập trình hết rồi. Nha Đỗ Thanh Hiền, suy cho cùng là chúng ta vẫn phải lập trình, học viễn thông là học lập trình đó, ừ, chứ không có cái nào học ấy đó ha. Ok Hậu Trương Văn ha, thì anh sẽ bên studio của anh sẽ có, anh có rất là nhiều tài liệu của Nam, của Ấn Độ á, anh sưu tầm được rất là cực khổ mới có được tài liệu của Ấn Độ á ha. Hiền ha, Đỗ Thanh Hiền ha, Đỗ Thanh Hiền giỏi quá rồi, Đỗ Thanh Hiền thì đâu còn thi đại học nữa ha, ha. Bạn ha. Thì các bạn khi mà các bạn học tập á, cái định hướng tương lai nó khó lắm các bạn ha. Cái tương lai nhiều khi các bạn định hướng mà nó cũng không có đúng hướng các bạn ha, cũng rất là khó. Cái tương lai nhiều khi nó phụ thuộc rất là nhiều các bạn ha. Bây giờ mình thì nói đến hôm nay là ngày 14 tháng 2 á, thì mình thì nói đến chủ đề tình yêu các bạn ha, tình yêu học đường và tình yêu ở trường đại học các bạn ha, tình yêu các bạn ha, mình sẽ nói về tình yêu các bạn ha. À, tình yêu đó, tình yêu á, từ mình sẽ phân tích tình yêu. Tình yêu á, mình bây hôm nay là 14 tháng 2 nên mình sẽ phân tích về tình yêu các bạn ha. À, tình yêu nó bắt đầu từ đâu? À, tình yêu bắt đầu từ lúc các bạn mới lớn các bạn ha, các bạn có cái rung động đầu đời, à, các bạn thích một ai đó. Cái đó cũng chưa gọi là tình yêu các bạn ha, đó là gọi là thích thôi. Vài ngày này thích người kia, vài ngày này thích người này, vài ngày này thích người kia. Đó là chuyện bình thường các bạn ha. Đó là không phải tình yêu ha. À, để mà hiểu cái tình yêu á, thì thông thường mà tình yêu mà phải đạt độ chính các bạn ha, tình yêu mà ở độ chính á, ở độ mà gọi là yêu mãnh liệt các bạn, yêu nồng cháy á, yêu không biết gì các bạn, yêu bất chấp tất cả là khoảng cỡ lớp là bao nhiêu ta, mình thấy là khoảng từ lớp 9 đến lớp 12 là cái khoảng thời gian đó là nó là yêu như rồi các bạn ha, ai cũng vậy thôi, à, từ mới lớn các bạn ha, đó tình yêu nó sâu đậm các bạn ha. Mà thông thường cái tình yêu lúc 17 tuổi thì nó khó mà thành công, khó mà thành đó các bạn ha. Thì chỉ có một rất là phần số rất là nhỏ nó thành công thôi. Thì mình biết thì chỉ có một người bạn của mình đó là yêu từ lớp 8 tới bây giờ đã cưới thôi các bạn ha. Mà yêu lớp 8 tới lớp 12, 3-4 năm sau cưới cũng yêu khá lâu mấy năm các bạn ha. À, cũng rất là ngưỡng mộ các bạn. À, khi các bạn biết không, à, khi các bạn ở lớp 9 các bạn ha. Ở tuổi đấy, ở tuổi lớp 9 lớp 10 các bạn yêu thì các bạn sẽ nó mù quáng các bạn ha. Các bạn cứ suốt ngày các bạn lo nghĩ về đối phương như này, các bạn không lo học hành hết thì tương lai cũng bị mờ các bạn ha. Nhưng mà nghiệp một cái là gì các bạn biết không, khi bạn lớn lên các bạn ha, khi các bạn không học hành bài bản các bạn ha, thì các bạn không có được cái tài chính ổn định, gia đình các bạn không có điều kiện nữa, thì khi các bạn lớn lên thì người yêu các bạn mới thấy chán các bạn ha, các bạn và cũng bỏ các bạn thôi các bạn. Cho nên là
cũng có nhiều yếu tố mà, nên là mình tạm thời và tạm thời bỏ qua. Tạm thời ở đây đa số là các em từ sinh viên đến lớp, sinh viên năm nhất đi rồi, ta bỏ quá trình là từ lớp 10 đến lớp 9 đến lớp 12 này, chúng ta chuyển sang nói về tình yêu là năm đại học các bạn. À, mình từ từ anh sẽ trả lời câu câu hỏi Đỗ Tấn Hiền sau nha. Bây giờ mình sẽ nói về tình yêu ở trong trường đại học của bạn anh. Các bạn biết không, các bạn biết tại sao mà ở trong trường đại học á là bắt bông rất là nhiều các bạn ha? Bạn để ý coi, ở trong tất cả các trường đó mà ngày lễ tình nhân có bông nhất á là ở trong trường đại học nha các bạn ha. Rồi ha. Và hồi xưa mình đi học á, ở cấp ba á thì lớp cấp 3 thì cũng có bông ít các bạn ha, nhưng mà đặc biệt ở trong trường đại học đó là bán bông rất là nhiều các bạn, bông vô số là bông. Ở chúng ta một điều là sinh viên đại học đó là nó yêu nồng cháy nhất các bạn ha. Tại vì sao các bạn ha, các bạn biết tại sao sinh viên đại học đó là yêu rất là dễ dàng yêu các bạn ha? Các bạn là sinh viên, các bạn tán gái vậy đó các bạn ha, với lại phụ nữ con gái họ cũng rất là dễ dàng chấp nhận một cái đứa sinh viên các bạn ha. Các bạn biết tại sao không? Ở sinh viên đó, khi chúng ta sinh viên đó là cái tương lai chúng ta đấy. Mặc định người ta khi mà bạn đang ở trong tuổi sinh viên các bạn yêu nhau các bạn thì mặc định rằng là gì, mặc định là ở trong cái tuổi đó các bạn ha, chúng ta sẽ hình dung một tương lai rất là màu hồng các bạn ha. Anh học ra anh học ABCD, anh ra anh làm cái ABCD các bạn, thì nói chung là nghĩ là nó rất là màu hồng các bạn ha, yêu rất là dễ dàng các bạn. Với lại gì các bạn, với lại khi các bạn đi học xa các bạn thì các bạn cô đơn, các bạn cần một nơi nương tựa, tình yêu đó các bạn rất là dễ dàng nhanh chóng các bạn ha. Chính là vậy các bạn ha. Hồi xưa mình đi học các bạn khổ lắm các bạn, mình làm mình chết các bạn, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều đó các bạn ha. Bây giờ các bạn thấy không, hồi xưa cái hồi lúc mình đi học đó là cái smartphone là nó là cái thứ nó xa xỉ các bạn ha. Hồi xưa là cái thời mình cái cảm ứng bấm còn bấm chọc còn chết các bạn ha, chứ bây giờ là điện thoại thứ sáu bạn không cầm được, không có thèm cầm nữa các bạn ha. Và là hồi xưa là nó chưa có Facebook các bạn ha, Facebook nó cũng chưa có phát triển thành như bây giờ. Như bây giờ Facebook, Zalo rất là nhiều phương tiện mạng xã hội đấy, các bạn có nói là với nhau các bạn ha. Thì các bạn biết rồi đó, mấy các bạn nào mà sinh viên mà rảnh rỗi các bạn ha, học đại học mà đâu có ai quản các bạn đâu các bạn ha, thì các bạn lên Zalo, lên Facebook các bạn thì mà gái các bạn ha, thì như vậy đó các bạn, thì các bạn biết rồi đó, khi mà chúng ta dành thời gian quá nhiều cho những chuyện khác, bạn không quan tâm đến chuyện học thì tất nhiên cái kết quả học tập của bạn nó sẽ không tốt rồi các bạn. Đó là điều hiển nhiên các bạn, không có gì phải bàn cãi điều đó các bạn ha. Cho nên là làm sao làm mà để cân bằng được với học tập và tình yêu nó là khó các bạn ha, mình thấy khó lắm các bạn ha. Rồi các bạn biết không, sau khi các bạn ra trường các bạn đi làm mỗi nơi một nơi các bạn ha, rồi các bạn đã chia tay nhau cũng cũng rất là nhiều các bạn không, mình cũng rất là cũng có rất là nhiều người bạn ha quen trường đại học rồi cũng chia tay nhau các bạn. Đỗ Tấn Hiền chưa học đại học cũng biết hay rồi, tình yêu đại học yêu nhanh bỏ vội sẽ nói vậy em à, cũng có rất là nhiều người yêu sâu đậm với em ha. Rồi ha, các bạn ha, mình cũng không có kinh nghiệm quá nhiều tình yêu đâu, mình chỉ nói như vậy thôi các bạn ha, cho nên các bạn đừng ném đá quá tay nha các bạn. Mình sẽ trả lời câu hỏi của Đỗ Tấn Hiền này. Thật sự Đỗ Tấn Hiền à, sư phạm kỹ thuật cũng tốt em ha, sư phạm kỹ thuật thì nó không bằng bách khoa ha. Đại học Quân Mỹ ngành cơ điện tử ha, sư phạm kỹ thuật à, cũng tốt các bạn, nhưng Đỗ Tấn Hiền nhưng mà nó không có bằng bách khoa đâu em ha, bách khoa đầu ngành các bạn, không có gì bằng cả đâu. Nhiều có nhiều thế nào nữa thì bách khoa vẫn đầu ngành em ha, mà thì nếu ở Việt Nam thì còn nếu có được cơ hội đứng ngôi thì càng tốt em ha. Thật sự mà đi học Mỹ cũng khá là ok chứ em ha, nếu có điều kiện nên thì nên đi Mỹ em ha, đi Mỹ thì cái tầm nhìn mình nó khác lắm ha, còn ở Việt Nam mình thì cái tầm nhìn nó khác, nhiều khi em đi đó về là em lại cơ hội mà lại khác ha, thì em lựa chọn của em ha, em thấy cái nào cũng được hết đó. Nguyễn Minh Tiến lộ trình học nhóm ha, thực sự tính thực sự là gì, học tập thì nó không bao giờ là quá muộn để bắt đầu hết ha. Nhà nhà Nguyễn Tiến Minh ha, Nguyễn Tiến Minh Minh Tiến Nguyễn đây ha. Khi mà chúng ta học là tình nhóm các bạn, nhóm thì nó để học là tình nhóm tốt á, thì thứ nhất là chúng ta phải học là tình căn bản ha, lập trình C này các bạn, lập trình C thật là vững ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ học lập trình trên con
đúng, nếu mà đúng đúng theo mà cái lộ trình mà chuẩn quốc tế ha, thì chúng ta sẽ chuyển bắt đầu từ cái công tác năm một ha, chúng ta rồi chúng ta sẽ qua con Avenger, con Big này ha, rồi con Elno ha, và con Raspberry Am ha. Thay mặc dù con Raspberry là nó khó các bạn, nhưng mà nó lại có tài liệu tham khảo rất là nhiều ha các bạn ha. Con Am một cái là tài liệu tham khảo nó rất là hạn chế, đặc biệt các bạn ha. Thì bây giờ các bạn lên YouTube các bạn search Am, bạn tài liệu rất là hạn chế, các bạn một vài video thôi, cái video của Am rất là ít các bạn ha. Mình thấy ở trên YouTube nó có kênh con học Am bạn, cái video đó các bạn làm thêm không bao giờ chạy các bạn ha, tại vì nó cũ rồi, mỗi thời nó mỗi khác các bạn ha, nó khó ha. Đó, đó là gì? Khi mà chúng ta học xong cái đó rồi chúng ta mới qua lập trình gì các bạn ha, lập trình học thêm Java, học thêm Java để kết hợp nó với cái con các cái phần cứng của mình các bạn ha. Học Java để lập trình chúng ta có thể là gì, tại sao chúng ta lại học Java hay chúng ta học C#? Bây giờ là gì các bạn, bây giờ là cái thời đại 4.0 rồi các bạn, các thiết bị tương tác với nhau mất rồi ha. Chúng ta có thể thay vì khi xưa là dữ liệu đó, lúc trước là dữ liệu nó chỉ lưu trong khổ trên cái con vi sinh lý chúng ta thôi. Bây giờ các cái nói internet đó, thì dữ liệu ta đẩy về một cái server ha, và ta lưu về máy các bạn ha. Những cái phần mềm ta biết nó có thể có nói được cái phần cứng các bạn ha, chứ không, nó không có đơn thuần là trên máy tính không nữa các bạn ha. Nên chúng ta cũng phải cần biết về cái lập trình ứng dụng đó, ha các bạn ha. Lập trình Android này các bạn, lập trình Android này kết hợp IoT rất tuyệt vời này, Java kết hợp IoT rất tuyệt vời ha, C# cũng tuyệt vời các bạn, MATLAB cũng được nha các bạn ha, LabVIEW này rất là nhiều thứ các bạn. Hiện tại chúng ta bây giờ thấy các bạn học nhiều, các bạn thấy là gì, có rất là nhiều thứ để học các bạn, nhưng mà tại vì chúng ta không có thời gian thôi ha. Nó xin lỗi các bạn nha, mình không chào được, ở trong video của mình nói chuyện xuyên suốt bạn, mình không có chào được, khi mình chào nó sẽ gián đoạn câu chuyện của mình các bạn, mình cũng nhớ là nói điều gì các bạn, để mình kiểm soát mình sẽ không có chào ai hết nha các bạn ha. Mình sẽ chào được đầu tiên thôi các bạn ha. Thì rất là nhiều thứ các bạn ha. Bạn có đặt câu hỏi gì nữa không? Kiên Nguyễn từ Đông Hóa mà, từ Đông Hóa thì thông thường là nó sẽ học BUC các bạn ha. Nếu có khi em học từ Đông Hóa rồi, em học BUC và nhuần nhuyễn rồi, các bạn kết hợp với nhóm nữa, các bạn có thể tạo ra những cái giá trị rất đặc biệt các bạn ha. Mình thấy một cái anh gì ở trong cái kho này, mình hình như là mình có các bạn á, anh thay cái BUC là bằng Raspberry các bạn ha, rất là hay nha. Thì cái từ Đông Hóa, cái bản từ Đông Hóa là cái đầu vào nó cao nha các bạn, và nó chứng tỏ nó học khó và nó thanh lọc người tài rất là nhiều các bạn ha. Từ Đông Hóa bây giờ thực sự là gì các bạn, thực sự là bây giờ tất cả thiết bị bây giờ nó đều tự động hết rồi các bạn ha, cho nên là học từ Đông Hóa rất là tốt các bạn ha. Quan trọng là cái bản thân mình ha, chứ cũng phải là đúng thừa ở ngành của trường các bạn ha. Thật sự trường nó dạy một, chúng ta ráng học thêm vài phần nữa để cho cải thiện cái kiến thức bị hỏng ha của trường các bạn ha. Nhiều khi trường nó không cập nhật kịp các bạn ha, tại vì cái việc mà thay đổi một cái mỗi trình đó có chuyện đơn giản các bạn, nó được ký phê duyệt các cấp các lâu lắm các bạn ha, chứ đâu phải muốn thay đổi các bạn ha, là phải muốn sang phán ngang và muốn đổi giáo trình là đổi các bạn, nó rất là khó lắm ha. Nó là gì, lỡ như mà chúng ta học ở trong trường đại học nào mà nó không có cái giáo trình không mới so với bây giờ, chúng ta phải tự động tìm thêm trình khác các bạn ha. Mà có một điều là giáo trình thì các bạn chịu khó đọc tiếng nước ngoài, tiếng giáo trình nước ngoài các bạn ha, hay là chúng ta xem cái trình những trường đại học nổi tiếng là kho này các bạn, khoa học tự nhiên hay là các bạn thuộc cũng được các bạn ha, thì nó cũng là những cái bộ trình khá là ổn các bạn ha, cho nên không có gì phải phàn nàn ha. Đúng rồi, toàn đại ngon, biết càng nhiều thì làm càng nhiều tiền em ha. Thì mình học nhiều biết nhiều, nếu mà nhiều thứ mình vẫn thì mình sẽ làm được những vị trí mà tốt, vị trí mà cao thì chúng ta có thu nhập cao các bạn, muốn có thu nhập cao thì có những trình độ ta cao các bạn ha, chứ chúng ta mà trình độ thấp mà thu nhập cao là gì có các bạn ha. Anh cũng không biết CSS là cái gì em ha, thực sự bây giờ trên lập trình C trên mạng nó có rất là nhiều ha, ngay cả bản thân anh trên YouTube anh có một cái tour rồi về C các bạn ha, các bạn có thể tham khảo ở đó, các bạn thấy cái việc họ học lập trình C nó rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả các bạn ha. Biết mọi thứ như nhóm hoặc PC một ít thì nói chung mà em, nếu em thực sự là gì đó những cái này
để trả lời cho câu hỏi của em rất là dễ dàng thôi nha các bạn. Nên nếu chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu bằng gì á, thì chúng ta quán ta cải thiện bằng đó. Chứ không có gì, em giả sử như em cảm thấy BOC chưa có tốt á, thì nếu như em giả sử như em cảm thấy BOC của em chưa có được tốt ha, thì em quán học thêm BOC. Giả sử như em đọc sách mà em cũng chưa có hiểu á, thì em ra ngồi em tìm một người dạy BOC để em học thêm. Mình có thấy bạn gì trên bạn các bạn với mình á, BOC Ngọc Thái đó bạn chị thêm rất là nhiều các bạn ha. Các bạn có thể qua đó nếu mà dạy BOC các bạn ha. Còn bạn muốn là các bạn muốn học là nhúng thì liên hệ mình. Vậy thôi các bạn ha. Các bạn nếu các bạn tự đọc được tài liệu thì các bạn có thể đọc được các bạn ha. Nhưng mà thông thường khi bạn có một người thầy hướng dẫn các bạn thì các bạn sẽ học rất là nhanh các bạn. Bạn tiếp thu rất là nhanh hơn. Chúng ta nếu chúng ta tự học chúng ta sẽ đi lâu hơn chúng ta học qua người thầy hướng dẫn là chúng ta. Đọc tự nhiên thì cũng tốt em ha. Nếu chúng có điều kiện học trung tâm thì ok rồi ha. Đọc tự nhiên là nói về công nghệ thông tin thì nó đứng đầu em ha. Không có gì bàn cãi về điều đó ha. C cũng là công nghệ thông tin mà em ha. Ủa tất nhiên gì đây? Nghe học rất là nhiều, làm dễ ra khó. Đó, Đỗ Thanh Hiền là con gái mà thôi toàn những cái chuyên môn đứng đầu anh ha. Em con gái mà em muốn thích cơ khí à? Ừ. Thì nói chung là bắt kho là cái bắt kho ở bắt kho thì họ đề cao cái tính tự học ha các bạn ha. Ở bắt kho thì họ có những buổi doanh nghiệp rất là lớn các bạn ha. Bạn có rớt đi chăng nữa thì họ cũng cần các bạn ha, tại vì họ được cái đầu tư doanh nghiệp rất là nhiều các bạn. Còn đối với những trường khác là họ phải quan tâm đến sinh viên các bạn ha. Lỡ như các bạn rớt bạn nghĩ tiền đâu doanh thu đâu có các bạn ha. Thôi các bạn ha. Cho nên là gì? Nó khác ở nhiều trường khác điều đó. Bắt kho là ở trong bắt kho là họ để cho các bạn tự bơi các bạn ha, chính các bạn ha. Để cho nên có nghĩa là gì? Mình có một câu á, có một câu mà nói này các bạn ha. Bắt kho thì là khi con người chúng ta mà đai đến cái giới hạn sinh tồn thì họ còn họ sức gọi là khi mà đến cái giới hạn sinh tồn đó thì các bạn biết không? Là cái năng lực tự vệ bản thân họ nó trỗi dậy rất mạnh các bạn ha. Ở bắt kho các bạn nào mà đấu tranh sinh tồn tồn tại được thì các bạn rất là giỏi. Ít chi là các bạn tồn tại được thì các bạn rất là giỏi các bạn ha. Còn các bạn không có tồn tại được thì các bạn phải bị nghỉ thôi các bạn ha. Học có nghĩa là học khó hay dễ là do mình các bạn ha. Các bạn học về mà các bạn quen ở đó thì các bạn đố các bạn học được các bạn. Thật sự cũng chẳng có khó gì đâu các bạn. Người ta dạy sao mình về mình học mình tìm hiểu tài liệu thêm thì cũng được thôi. Chứ các bạn học về quen đóng đấy cuối học kỳ các bạn coi thì làm sao các bạn giỏi được các bạn. Bây giờ nó đâu phải như hồi xưa các bạn ha. Cho nên là có nhà minh tài thì nó mô hình mô bé các bạn ha. Quan trọng là gì các bạn, làm cái gì cũng vậy các bạn, làm cái gì cũng vậy, có niềm tin các bạn ha. Có niềm tin thì rất là khó mà ha. Thứ nhất là gì, các bạn có tin để mình làm được các bạn ha. Thứ nhất là các bạn ơi, thứ nhất là gì, ít nhất các bạn tin bản thân mình các bạn ha. Có ai hỏi có gì nữa các bạn, có ai hỏi gì nữa không? Thật sự bây giờ sau bao nhiêu năm mình đọc sách mình học không được, mình chia sẻ một tí về cách đọc sách bây giờ các bạn ha. Ngày nay các bạn, ngày nay cái sách nó, ngày nay á các bạn biết không, ngày nay cái sách đó, đọc sách ngày nay nó khác đọc sách ngày xưa các bạn ha. Bây giờ giống như bây giờ các bạn đọc sách đó, thì các bạn cũng phải trải qua những cái sự lựa chọn khác nhau các bạn ha. Các bạn là học lập trình mà các bạn đọc sách, bây giờ chúng ta đã thể đọc tiểu thuyết là chúng ta đọc sách giấy được các bạn ha. Nhưng cái việc mà lập trình mà đọc sách lập trình mà viết theo có theo sách nó viết có các bạn biết đầu mà rất là khó, cực kỳ khó các bạn. Tại vì sao? Tại vì nó ngốn quỹ thời gian rất là nhiều các bạn ha. Nhiều khi các bạn code nó, các bạn viết thì đó nó không chạy nữa. Thật sự có những cái option là luôn với sự nó nâng cấp cái lên các bạn thì các bạn viết cái thì của lời nó đâu chạy nữa các bạn ha. Rất là khó ha. Nên cái việc viết sách bây giờ rất là khó ha các bạn ha. Chính vì thế mà mình đã chính vì thế mà mình cũng chưa có ra được mình có viết sách gì các bạn ha. Aruno và Rapri nâng cao các bạn ha, nhưng mình chưa xuất bản được các bạn. Tại vì mình thấy cái việc đó mà các bạn biết không? Các bạn cái việc bạn viết code làm sách ấy, nhiều khi code có 200-300 hàng, các bạn code các bạn làm sao mà đúng thời gian, ai đâu mà đánh ngồi viết code lại từng ấy đấy các bạn ha. Có suy nghĩ rất là nhiều và nên chưa xuất bản. Mình nói là gì các bạn, mình nói là cuối năm nay mình xuất bản nhưng mà các bạn cũng chưa xuất bản được các bạn. Sao cảm thấy có không có tự tin các bạn, cảm thấy nghe thấy nó mất thời gian của mọi người nhiều quá các bạn, cũng như là cũng chưa có sẵn sàng các bạn ha. Sách là mình có biết các bạn, mình có sách là cũng Rapori và Aruno nâng cao các bạn ha.
thì riêng một Raspberry nó tuyệt vời đấy các bạn ha. Mình có chia sẻ với các bạn cái IoT solution các bạn, nó là về Raspberry là chính các bạn ha. Raspberry nó tuyệt vời đấy các bạn. Mới đó thì các bạn mình sắp tới là mình sẽ định làm rất là nhiều dự án vào Raspberry các bạn ha. Chỉ kiếm tiền từ đó các bạn ha. Chứ Arno là bây giờ mình không có focus rồi các bạn ha, bỏ rồi bạn ha. Ha. Hôm nay mà mấy bạn nào mà ngồi đây chắc chắc ai hết phải không? Có gấu chứ, đi chào với gấu rồi chứ, có đâu mà ngồi đây các bạn ha. Các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Mình trả lời các bạn ha. Mình sẽ có lúc mình sẽ kết thúc stream lúc là gì? Kết thúc live stream lúc lúc là mấy giờ ta? À, lúc 10 giờ các bạn quán nha. Các bạn biết các bạn có hỏi gì mình trả lời các bạn ha. Đúng không? Bạn có hỏi gì em không? Em trả lời các bạn nè. Các bạn có hỏi gì em không? Hả? À, các bạn có hỏi gì không các bạn ơi? Có ai hỏi gì không? Hỏi gì mình kết thúc như các bạn. Có ai có hỏi gì không các bạn? Các bạn có rất là nhiều bạn inbox hỏi mình. Lúc mình live stream bạn hỏi các bạn, lúc live stream các bạn mình làm trực tiếp được này các bạn. Còn còn cái lúc mà mình không có online thì các bạn cứ hỏi mình đọc nhắn các bạn, những cái gan sao mình đọc nói các bạn nhiều lắm các bạn, mấy trăm tin nhắn mình đọc nói các bạn. Cho nên là gì, lúc live stream này cố gắng mà thấy mình live stream là cố gắng vào hỏi nha các bạn, rất là sẵn lòng trả lời các bạn ha. Có chứ em ha, thật sự con gái người ta bây giờ người ta có rất là nhiều con gái em ha. Riêng mà thân anh thì thấy con gái anh thì anh cũng tạo điều kiện để có việc làm đúng chuyên ngành ha. Từ đồng hóa thì nếu mà mình học tốt thì cũng có gì quan tâm ha. Khi mình học bất cứ ngành nghề gì các bạn, khi mà các bạn học tốt thì cái cơ hội việc làm các bạn đều có bạn ha. Còn các bạn tiêu trừ khi các bạn đi học chập chờn nhập chờn nhấp nhé, các bạn cái gì bạn cũng biết, biết chút 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 thì rất là khó ha. Biết mà nắm sâu một tí thì rất là dễ dàng. Thật sự là bây giờ cái việc làm rất là nhiều, quan trọng là các bạn có làm đúng chuyên môn hay không thôi, chứ không phải là, có nghĩa là đa số các bạn kêu không phải đa số các bạn là gì, kêu là không có việc làm thất nghiệp. Tại vì sao? Là tại vì các bạn chê lương thấp các bạn không làm thôi, chứ không phải là không có việc làm. Các bạn ha, việc làm, nhu cầu việc làm của nước ta rất là cao, ở trong cái khu nghiệp còn rất là nhiều, cái công ty bây giờ rất là cần rất là nhiều các bạn ha. Nên cái việc mà thất nghiệp là điều không tưởng các bạn ha. Còn giả sử như lỡ như số phận nó đưa ra các bạn lỡ như các bạn không học ở nơi chốn thì các bạn cũng có việc làm, cũng có vài tập đoàn lớn họ chờ các bạn, như là Grab này, Công Việc này, hay là Delivery gì đó, họ sẽ chờ các bạn để tạo việc làm cho các bạn ha. Cho nên là cái việc thất nghiệp là điều không thể, không tưởng luôn, nói chung là nó không tưởng các bạn ha. Cần nhắc muốn đi Nhật, anh có rất là nhiều bạn đi Nhật ha. Đi Nhật thì các bạn biết không thì các bạn biết rồi đó, nước Nhật cái trình độ họ là thiếu điều, mà người Nhật về trình độ họ và cái phong cách tác phong làm việc của họ nó rất đặc biệt rồi, nó gọi như là một cái văn hóa riêng rồi ha. Nó trình độ của Nhật nó rất là cao các bạn ha. Thì đại đa số kỹ sư Việt Nam ra đó thì là chỉ thực sự kỹ sư Việt Nam mà qua đó thì cái trình độ làm thì cũng ở mức độ hơn công nhân một tí các bạn ha. Chứ nói về trừ khi các bạn lập trình điện tử á, bạn học lập trình nữa mà dối á, với lại các bạn lập lập bên IT thì các bạn có thể làm được khá là nhiều việc ha. Chứ các bạn học cơ khí rồi thì các bạn qua đó thì các bạn chỉ hơn công nhân thôi tí thôi các bạn ha. Với lại các bạn có visa kỹ sư thì các bạn làm được, xin ở lại nó dễ các bạn ha. Người ta gia hạn mình dễ dàng các bạn ha. Các bạn đi với dạng xuất khẩu lao động thì nó khó, khó nó gia hạn các bạn ha. Hello, tiếng Ả Rập mình cũng không có đọc được các bạn. Rồi các bạn nào hỏi gì mình gì nữa không các bạn? Có ai hỏi gì mình nữa không? Mình sẽ trả lời các bạn nè.
Học vi điều khiển á, bắt đầu từ đâu để nâng cao lên hả? Thì đối với vi điều khiển á, thì mà em mà muốn sau khi em học được những cái cơ bản trước hết á, thì những cái phần nâng cao trong vi điều khiển là gì? Là cái phần tức là cái phần tham mơ này ha, phần gác này, phần tham ngơ tham mơ này, rồi cái phần mà giao tiếp với những cảm biến đặc biệt ở tiếng Anh như cảm biến bùi ha, rồi rồi cái gì các bạn ha, rồi các bạn có học nó với wifi này với modem sim á, à, thì được rồi các bạn, như thế là được rồi ha. Để bắt đầu phần đó nó lên non cao rất là nhiều rồi ha, ngắt này tham mơ ngắt á, phải nắm vững cái phần tham mơ phần ngắt các bạn ha. Có những cái con các bạn khi khi các bạn học trình độ Elno, đa số các bạn là gì các bạn, khi chúng ta dùng Elno đa số chúng ta sẽ lấy cái thư viện có sẵn các bạn ha, nhưng mà riêng con biết con Evernote là cái thư viện có sẵn nó rất là có nó hạn chế lắm các bạn ha, đa số là hầu như các bạn mới tự xây dựng thư viện các bạn ha, cái người ta cho các bạn lý thuyết các bạn viết theo cái tham mơ đó, nghĩa là họ sẽ đưa chúng ta những cái gọi là ở đây gọi cái basic ấy. Các bạn mới tự xây dựng nó các bạn ha, con A mình dạy con A nó như bị điều khiển các bạn ha, nên là các bạn nó khó đã cho nên cái rất là hạn nó kén người về người học các bạn ha, chính điều đó các bạn ha, nên là gì chúng ta phải nắm vững cái phần đó này, rồi tham mơ này nhắc này em ha, giao tiếp wifi nè, bluetooth nè. À, rồi giao tiếp với máy tính này ha, rồi IoT do biết này các bạn vậy đó, rồi giao tiếp cảm biến đặc biệt này, rồi là viết viết chương trình không bị lây này, dùng cái cờ ngắt dùng tham mơ định thời để viết cái chương trình các bạn ha, người ta gọi là xử lý đa luồng ở trong biết các bạn đang đi điều khiển á, nó là những cái phần nâng cao các bạn. Rồi các chủng giao tiếp nâng cao như vậy là chủng như chúng là chủng Canvas cái gì đó không không thì học thêm mình sẽ được thôi hả. Mình không nhớ lúc nãy mình live stream lúc mấy giờ ta, coi bây giờ bao nhiêu phút rồi ta, để coi mình live stream bao nhiêu phút rồi, xin mình coi mình lên xem. Các bạn biết không, live stream các bạn thấy vậy, các bạn nói nhiều các bạn cũng khô có họng các bạn ha, hôm nay các bạn thấy rất yêu quý mến thầy các bạn trường đại học các bạn ha, đó, người đã truyền cái năng lượng truyền lửa truyền niềm đam mê các bạn ha, hãy biết ơn với các thầy ở trường đại học các bạn ha, tại vì các bạn biết đó, vậy nó rất là khi các bạn nói nhiều các bạn đâu học rất là nhiều các bạn ha, mình nói nhiều mình tắt tiếng các bạn ha, nên là mình ta phải yêu thương thầy các bạn ha. Thành luôn hả, sao em học đi thì các bạn biết không, cái người thầy trường đại học nó khác rất là nhiều so với người thầy trong trường cấp 3, cấp 2 hay thậm chí cấp 1 các bạn ha. Người thầy ở trường đại học là người thầy họ truyền cho các bạn niềm đam mê các bạn ha, người dẫn đường tương lai các bạn ha, dẫn cho nên là các bạn quý con quý, các bạn muốn phải yêu mến phải yêu quý thầy các bạn ha. À, với lại dành giáo viên lương không có cao các bạn ha, cũng muôn điều tương chiên các bạn ha, chứ không phải đơn giản đấy các bạn ha. Phải yêu mến thầy các bạn ha. Thành Lung chuyên ngành tự động hóa học xong chỉ biết dùng phần cứng có sẵn kiến mà thôi, em dùng BOC hay dùng gì Thành Lung anh cũng chưa, em từ đồng hóa em học bây về về em thiên về BOC thiên bản nào nó biết được chứ, thì nếu nói như vậy cũng đâu có hình dung được em học ngành gì và em gắn bằng cứng là gắn cái gì anh đâu biết được hả, anh nói anh biết được nó là cái gì hả, gắn cái gì anh mới biết được ha. Theo anh biết á, thiết kế mạch điện á, thì Mạnh Cương ơi, thiết kế mạch điện á, thì em có thể tự học cũng được ha, nhưng mà thông thường cái tự học nó lâu em ha, chúng ta tự học nó lâu lắm. Anh thấy trên mạng có một anh nữa là AHT Lab á, anh dạy thiết kế mạch điện rất là tốt mà giá cũng rất là sinh viên, em nếu em có điều kiện thì em qua đó em học thì nó rất là nhanh để em có thể thiết kế mạch điện ha. Thông thường một khóa học thì mấy tuần là em có thể vẽ thành thạo rồi em ha, chứ còn mình tự học là mình nó khó, tự học mình không có định hướng được các bạn, học khó nha các bạn ha. Mình thấy anh AHT Lab anh dạy khóa học mà hình như ngày hôm nay với ngày mai được giảm 20% hay sao á,
mình có xem á, em có thể tham khảo bên EHT lắm, thì anh dạy cũng rất là hay em ạ. À, về thiết kế mạch điện á, chứ còn cái mình tự học các bạn không, các bạn có biết một điều là các bạn tự học là các bạn phải đọc rất là nhiều thứ, bạn không có thông bản thân chúng ta chưa biết gì làm sao chúng ta sàng lọc chúng ta liệu nó cần thiết hay không cần thiết các bạn ha, nên rất là khó. Cái việc tự học cũng như là cái việc chúng ta đi một cái đường rất là rộng các bạn, thông thường mà muốn cái mương nước mà muốn chảy nhanh thì chúng ta phải ép nó nhỏ lại các bạn ha, chứ không mà rất là khó. Thành Luân học trường nào em, và em học năm mấy, em ra trường đúng không, em muốn bây giờ muốn chuyển sang lập trình đó thì thật sự là gì, muốn chuyển sang lập trình đó là trước hết là chúng ta phải học từ con biết trước em ha. Bây giờ tám năm con một thì nó mình ra trường rồi, mình không có thời gian nhiều, ta học con biết này, con biết xong rồi em học về con Elno rồi con Raspberry rồi con Am ha, thì nếu miệt mài thì cũng cũng được thôi, em không có gì cả ha. Rồi em tìm em sẽ rồi em đọc thêm một điện tử nữa thì cũng khá là ok, nhưng mà với em chỉ không còn 8 tháng em. Em nghĩ khoảng 8 tháng miệt mài cũng biết đủ không đối với em nữa, tùy năng lực của mọi người nha các bạn ha. Nhiều khi năng lực có nhiều người họ cái năng lực họ họ có sẵn rồi á, họ tiềm tàng, và các bạn khi mà mình khơi dậy cái niềm đam mê của họ thì họ học nhanh lắm các bạn ha, cũng rất là khó nói ha. Cũng đau hỏng quá chứ bộ. Anh chỉ còn 8 phút mà thôi các bạn, có gì các bạn hỏi đi nha các bạn, chỉ còn 8 phút mà thôi các bạn. À, nói nhiều quá đau họng các bạn, đau lắm á chứ không dễ đâu các bạn ha, đau lắm á chứ không phải. Các bạn có gì các bạn cứ hỏi các bạn ha. Mình có ai hỏi gì mình được không nào? Đúng 10 giờ là kết thúc nha các bạn ha. À, 10 giờ thôi, chỉ 10 giờ thôi các bạn. Nói nhiều quá đau họng á, bây giờ mới đọc cổ họng bắt đầu đau mà căng cổ họng rồi. À, rát cổ họng rồi các bạn ha. Rất là rát cổ họng các bạn, chứ không đơn giản ha. Sao ai là cho mình câu hỏi nữa các bạn. Với lại các bạn biết không, các bạn có thể lên cái group là IoT không vấn đề các bạn, các bạn có thể trên đó nó có rất là nhiều tài liệu rất là hay, các bạn chỉ việc đọc thôi và làm theo thôi các bạn ha. Đồng ý là nó không chạy 100% đâu, nhưng mà cứ làm theo các bạn, có cái nó không chạy thì chúng ta cũng tìm cách khắc phục, nó giúp nó tăng level được các bạn ha. À, thật sự là gì anh nói cho Trần Thiên Minh tiếng à, TCP nó MCU thì sắp anh thật sự là gì, anh thì nói về cái bản chất của TCP/IP cho anh nói với Trần Minh Tiến là gì, Minh Tiến Nguyễn này, anh thì nói về cái bản chất giao tiếp về TCP/IP dùng nó MCU thì sắp ha. À, thật sự là gì, để mà giao tiếp được với TCP/IP nó cũng rất là dễ dàng thôi. Thứ nhất là gì, hồi xưa kia xưa anh học anh cũng không hiểu đâu các bạn ha, bây giờ là gì nhưng mà sau này có kinh nghiệm á thì tại sao mình mới đặt câu hỏi tại sao rất là nhiều họ họ có thể làm phần cứng, họ có thể ta có thể một tool họ sẽ viết một cái sub menu đổ xuống mà ha, cái việc các bạn chọn giao thức nào thì nó sẽ tùy dữ liệu giao thức đó mà ha, tại sao họ làm được như vậy là họ nắm được cái bản chất của cái giao thức TCP/IP các bạn ha. Em bây giờ có một cái nhược điểm này các bạn ha, là cái kỹ sư cái kỹ sư Việt Nam mình đó là họ họ không có hiểu nhiều về bản chất các bạn ha, họ chỉ cứ làm thôi, và thông thường qua một cái ví dụ sẵn thì họ cũng bê nguyên cái ví dụ đi các bạn ha, họ bê nguyên cái project họ lại nghiên cứu đi, họ họ sử dụng đi các bạn ha, nhiều khi họ họ chưa biết cái bản chất tại sao là như vậy các bạn ha, tại sao nó lại ra biết cái đó là nhận các bạn ha, đó là nó thuộc về cái phạm trù gọi là kiến thức nền ha các bạn ha. Thật sự như bây giờ em nắm giả sử như bây giờ em nắm về cái thức TCP/IP á là nó truyền dữ liệu cái nào như thế nào ha, và nó nhận dữ liệu như thế nào các bạn ha, đúng chưa? Anh chỉ các em lên em làm được C# luôn nè. Khi em lên cho C# là em sợ là gì, TCP/IP cho C# á, thì ở trong cái TCP C# thì nó sẽ làm hai cái form chắc với nhau ha, nó làm hai cái form chắc với nhau hoặc là cái form gửi dữ liệu từ cái form A sang form B các bạn ha,
thì bây giờ chúng ta tinh chỉnh lại, chúng ta sửa lại, chúng ta sửa cái form A thành thành lại thành con not and so chúng mình các bạn ha. Thì chúng ta cấu thành những câu lệnh như vậy thì các bạn gửi lên nó nhận thôi các bạn. Thì tương tự như vậy thôi, mình phải nghĩ nó sale một tí thì nó cũng rất là dễ dàng thôi ha. Thật sự là gì, trên lên mạng em sạch TCP IP và C sharp nó em sâu nó là mình có, nhưng mà để em hình dung nó thì em phải làm gì, em phải hiểu được cái bản chất mà truyền dữ liệu TCP IP giữa hai cái form chắc không nào, hai form mà nó sắp với nhau ở trên C sharp, ở trên C sharp nó có đấy rồi nhưng mà nó không có nó em sâu. Chúng ta phải hiểu là chuyển về nó em sâu, một cái form thì nó em sâu ha, và một cái form kia là nó chắc bình thường. Bây giờ ta bắt dữ liệu nhận được từ nó em sâu ha, thì chúng ta xử lý dữ liệu đó thôi, kiểm tra dữ liệu nhận được ta xử lý nó thôi các bạn ha, thì cũng nó không dài thôi à ha. Em phải hiểu hiểu toàn cho anh biết, em năm mấy rồi nha, em đi học em đi làm em biết này chứ ha, tùy chứ em phải biết, anh biết được là em đang ở công việc ở đâu, anh biết là mình làm như thế nào chứ ha, hiểu toàn em đang học đi học hay là đi làm hay em biết được ha. Anh thủ nghe nên hỏi nên các bạn được, mình đâu hỏng quá rồi, mình chỉ kết thúc lúc 10 giờ các bạn, đâu hỏng quá à, đầu năm nói nhiều các bạn, đâu hỏng quá các bạn, chưa có tập trung nói ha. À, sắp tới là mình sẽ có một bài, hình như tuần sau đi, tuần sau là mình sẽ làm một cái bài live stream về cái kiến trúc công an mà ha, à, kiến trúc công an ha, các dòng an mà ha, và cái cách mà lập trình an mà ha, live stream các bạn ha. Về công an đi, để mình mở rộng cộng đồng an của Việt Nam các bạn ha. Chè rộng nâu nó lớn quá rồi các bạn ha. Học ngành từ đồng hồ năm 4 ha, năm 4 thì cũng hơi muộn ha, nhưng mà không sao. Giả sử người ta học 5 năm trường thì mình 6 năm được các bạn ha. Thì các bạn ra trường muộn thì bạn phải làm lương cao để bù lại các bạn ha. Không có gì cả ha. Thì nó là nhúng nhúng là gì? Nhúng mà muốn ra trường xin việc ok là phải biết là cái các cái giao thức giao tiếp đối với con am này các bạn ha. Với con Elno này, con am này, Raspberry này các bạn ha. Thì biết này các bạn. Thì Elno thì các bạn xin việc ở đâu được ha. Mọi thứ bạn nắm vững có một tí thì ok các bạn ha. Khi nó còn biết các bạn làm gì? Biết thì bạn mới nắm được timer các bạn ha, giao tiếp được wifi. Bây giờ nó nói chung là bây giờ nó IoT các bạn ha, bây giờ là công thế giới công nghệ 4.0 nó IoT rồi các bạn. Các bạn làm cái hệ thống này các bạn phải thu thập giám sát điều khiển các bạn, nên là chúng ta phải nắm được cái bản chất cần cái công việc điều khiển để làm được những điều đó thì các bạn mới có thể mà làm được lương cao được các bạn ha. Đó này không một hầu như không ai xài đấy mà ít rồi, biết kiểu được rồi. Biết thì nó có những dòng là gì, biết 12, biết 16, biết 18, biết 24 nữa ha. Thì em phải nắm được, em phải nắm được những cái nâng cao được biết đó, thì em mới làm tốt được ha. Nâng cao là gì? Tham mơ, nó lúc nãy nói là tham mơ này, ngắt này ha, giao tiếp wifi này ha, rồi xử lý dữ liệu đa luồng này ha, rồi phân luồng dữ liệu này, rồi cái mạng cái chủng canvas gì đó, rất là nhiều thứ ha. Rồi các bạn giao tiếp với những công viên điều khiển, công viên đặc biệt á, viết thư viện nhập viết á, thì như thế thì mới được hai em ha. Thôi chào các bạn ha, đúng 10 giờ rồi, giờ còn 1 phút thôi các bạn, mình không nói, mình hẹn các bạn dịp sau nha, mình đau hỏng quá các bạn ha. Chào các bạn ha, chúc các bạn một ngày thành tài, một năm phát tài này các bạn ha, một ngày lễ tình nhân hạnh phúc này, một năm mới phát đạt các bạn ha, thì học tập tốt các bạn, thì xin chào các bạn nha. Cái sổ đây mà.